thì em có một cái khuyết điểm rất lớn mà đa số bạn gái đều không thích, đó là em hút thuốc lá. Hút nhiều không? Một ngày thì em hút hơn 10 điếu, có khi mà em thức đêm hay đi quay khuya về rồi em hút nhiều hơn. Em xin chia sẻ thật là bạn gái đó cũng ở Cần Thơ, ở Trà Nóc. Ôi, sao chị Lan cười vậy chị Lan? Sao mà nó trùng hợp dữ vậy trời? Điểm con không thích ở bạn nam là hút thuốc, uống rượu. Rồi, xong. Bây giờ xin mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Trời ơi, dễ thương quá. Mời nhà gái. Rồi, mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Dạ, đầu tiên thì em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và gia đình của bạn đó. Chào tất cả các bạn khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Vũ Bảo. Ui, nghe dữ nha. Em sinh năm 97. Phạm Vũ Bảo hả? Dạ, tại vì ngày xưa má em sinh ra em trong cơn bão. Thì lúc đó hỏi là đặt tên gì? Thì đẻ ra trong bão thì đặt tên Bảo đi. Cho nên em có tên là Vũ Bảo. Công việc hiện tại của em thì em đang làm nhân viên quản lý cho một cái kho của công ty xuất nhập khẩu. Thì song song đó thì em cũng có làm thêm một job nữa là em làm chủ nhiệm sản xuất cho các đoàn phim. Trời, giỏi vậy ta? Dạ. Được rồi. Dạ, cảm ơn. Vậy là cùng ngày rồi đó. Dạ. Mời nhà gái. Con chào chú Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Ngọc Minh Quyên. Năm nay em 21 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại là thợ make up. Em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Là mình từ Cần Thơ lên đây á hả? Dạ. Em đi chuyến mấy giờ vậy? Dạ em đi chuyến 5 giờ sáng đó chị. Trời ơi, tội nghiệp không? Thấy thường không? Ừ. Bây giờ thì mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi em. Dạ. Về cái ưu điểm của em thì em là một người hòa đồng, vui tính, nói nhiều, nhưng mà nấu ăn ngon. Và đặc biệt là em rất là cưng chiều bạn gái và rất là chung tình. Được. Còn về khuyết điểm thì em có một cái khuyết điểm rất lớn mà đa số bạn gái đều không thích. Đó là em hút thuốc lá. Hút nhiều không? Em hút nói chung cũng không nhiều nhưng cũng không ít anh ạ. Ngày như mấy gói? Ngày như mấy gói? Một ngày thì em hút hơn 10 điếu. Có khi mà em thức đêm hay đi quay khuya về rồi em hút nhiều hơn. Thật ra này, cái cá nhân của mọi người mình không dám can thiệp nhưng mà theo anh thì nên bỏ từ từ đi. Dạ. Thôi, mai ra gái. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì cưng? Dạ, ưu điểm của em là em vui vẻ, hòa đồng và luôn luôn đúng giờ. Còn khuyết điểm của em là em còn hơi rụt rè và ít nói. 21 tuổi còn hơi rụt rè thì đúng rồi, đúng rồi, từ từ còn quá nhỏ mà. 22, 23 tuổi là hết rụt rè hả? Ừ. Có người yêu chưa? Dạ, có hai mối tình. Trời ơi, hai mối rồi đó. Dạ. 21 mà có hai mối là cũng nhiều quá nha. Vậy rồi em yêu từ lúc mấy tuổi? Dạ, mối tình thứ nhất của em là năm em học lớp 12 á chị. Ừ. Dạ, mối tình thứ hai của em cách đây một năm. Có cái mối tình nào mà nó có để lại, có ấn tượng gì sâu sắc không cưng? Dạ có, là mối tình cách đây một năm đó chị. Ừ. Lúc đó là tụi em cũng định là tiến tới hôn nhân rồi. Ôi, sớm vậy. Dạ, tại vì bạn nam cũng lớn tuổi rồi đó chú. Lớn là lớn hơn con mấy tuổi? Dạ, lớn hơn con 7 tuổi. À, thành ra muốn tiến tới hôn nhân sớm luôn hả? Dạ. Nhưng tại sao lại chia tay con? Dạ, tại vì tụi con quen xa á. Xa là xa ở đâu? Dạ, bạn nam đó ở Biên Hòa. Biên Hòa? Dạ. Biên Hòa, Cần Thơ. Dạ. Đâu có xa mấy đâu, Biên Hòa, Cần Thơ cũng không xa mấy đâu. Bây giờ là em trai đang ở đâu? Em ở Biên Hòa. Em ở Biên Hòa. Em ở Biên Hòa. Trời ơi, định mệnh. Chết rồi, Biên Hòa luôn. Nhưng mà đối với em thì khoảng cách địa lý nó không thành vấn đề. Đúng rồi, chủ nhiệm đoàn phim mà nó muốn đi đâu đi à. Yên tâm, Biên Hòa này khác Biên Hòa kia nha. Dạ. Yeah. Rồi, chỉ có yêu xa thôi mà chia tay thấy thương quá à. Cố gắng lên nha, bây giờ là tình yêu đủ lớn thì không có xa hay gần gì cả. Bây giờ thì nhà trai mình có mấy mối tình đây? Dạ, em thì em trải qua hai mối tình, một bồng bột và một đậm sâu. Đậm sâu là mấy năm? Thật ra thì nó cũng không lâu, nó chỉ có hơn một năm thôi. Nhưng em đặt niềm tin ở bạn gái đó nhiều. Rồi sao chia tay? Em xin chia sẻ thật là bạn gái đó cũng ở Cần Thơ, ở Trà Nóc. Ôi ơi, sao chị mà... Lan cười vậy chị Lan? Sao mà nó trùng hợp dữ vậy trời? Cái hôm đó là em đi quay về 2 giờ sáng. Ừ.
em mở điện thoại em lên, trên Zalo của em thì có cái nick của bạn trai cũ của bạn đó. Em nhìn thấy hai người đi chung với nhau. Ban đầu em nghĩ là hai người đó chỉ là hoài niệm thôi. Ừ. Nhưng mà sau đó em nhìn thấy bạn gái đó có đeo cái đồng hồ, là cái đồng hồ cặp với em. Thì sáng hôm sau em chỉ hỏi bạn đó một câu thôi là em còn yêu anh không? Ừ. Bạn đó trả lời là chắc là không. Thì em cảm ơn, vậy thôi. Ác nghiệt gì đó hả? Nhưng mà rõ ràng dứt khoát như vậy thì em nên cảm ơn đó. Rồi dạ. Tâm trạng lúc đó tại sao, sốc vừa không? Là em mệt đó. Dạ dĩ nhiên là sốc rồi. Sốc quá đi chứ. Em chưa từng khóc hu hu như một đứa con nít trước mặt bao nhiêu người. Lúc đó em cảm giác như là ai bóp trái tim mình lại vậy đó anh Linh. Thì em từ trên võng em té xuống đất. Thì em ở chung với mẹ của em. Thì mẹ của em nghĩ là em bị cái gì đó. Mẹ của em mới hô hoáng lên. Thì hàng xóm xung quanh người ta bu lại rồi cạo gió đánh gió này kia. Khi mà em biết lại á, em nhận thức được mọi thứ xung quanh, thì mọi người đứng xung quanh em, vây quanh em và em chỉ biết khóc thôi. Lúc đó thật sự chưa bao giờ em khóc như một đứa con nít trước mặt. Nói tôi nổi ốc hết trơn nè. Thấy chưa? Dễ thương quá à. Khóc tới mức mà khóc hu hu rớt từ trên võng rớt xuống. Coi như là trái tim chết lâm sàng luôn. Lâm sàng 5 phút không em? Em cũng không rõ là bao lâu nữa. Thì từ khi mà em nhìn được mấy tấm hình đó là em không biết gì nữa hết á. Vậy là yêu dữ lắm luôn đó. Dạ. Chia sẻ với em về cái câu chuyện này. Dạ. Nha, nhưng mà bây giờ là hết buồn chưa? Dạ, bây giờ thì em sẵn sàng rồi. Câu chuyện nó cũng hơn 4 năm rồi chị. Không, nãy nhắc lại thấy vẫn còn long lanh trong đôi mắt lắm. Trời ơi, nhắc lại chuyện đó cảm xúc chứ. Hay là có lẽ em chắc em không chăm sóc bạn gái Cần Thơ nên là bạn quay ngược 180 độ luôn. Mặc dù em ở Biên Hòa thật, nhưng mà khi mà nghe bạn đó nói bạn đó bệnh, em nghe bạn đó ho thôi là sáng ngày hôm sau em tới Cần Thơ. Trời ơi, thấy em thương. Đi xe cả đêm, sáng ngày hôm sau em tới Cần Thơ. Thôi được rồi, vậy là thấy tình yêu của em dành cho người phụ nữ, người con gái đó mãnh liệt lắm á. Mãnh liệt lắm rồi. Dạ. Thôi bỏ qua, coi như chuyện đó là chỉ là một ký ức đẹp, một cái thời thanh xuân nào đó thôi. Đúng rồi. Dạ. Thôi giờ mình đi đến tình yêu mới đi. Ừ. À, bây giờ mình muốn sao nè, nói cho chị Ngọc Lan nghe đi. Thì đối với em thì em không có gu. Thứ em cần duy nhất chỉ là thương em là đủ. Nhưng mà trước khi mình tới thì mình cũng phải có cái sự hình dung là mình muốn mong muốn cái người bạn gái mình như thế nào chứ. Là một cô bé nhỏ người. Nãy em mới nhìn lướt rồi chưa có. Cũng xinh xắn dễ thương lắm. Dạ. Thích da ngăm hay da trắng? Da gì cũng được ạ. Da gì cũng được ạ. Cái bên ngoài nó không có quan trọng gì ạ. Miễn ta thương mình là được đúng không? Dạ. Với lại cả em nghe bạn đó làm make up, còn em thì làm phim thì nó cũng hợp đó. Dạ dạ cũng vô. Đi đâu khéo đi rồi làm dạ. Phim luôn đúng không? Đúng dạ. Rồi, nhiều khi hai đứa có làm việc chung nhau rồi mà quên đó. Đúng rồi. Để coi anh qua anh coi nhà gái, cô gái Cần Thơ. Dạ mời. Trời ơi sao dễ thương dữ vậy. Đúng là Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ha. Ai đi đến đó lòng không muốn gì à. Đúng rồi. Make up hả? Khỏi còn make up. Quá là dễ thương, xinh, rất là xinh rồi. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu lý tưởng thế nào? Nói cho coi coi ông Mai và mối thấy giống bên kia không? Dạ, con thích một bạn nam là vui vẻ, hòa đồng và hoạt bát. Đó, bạn đó đúng luôn đó. Công việc đó là chắc chắn là vui vẻ, hòa đồng. Chủ nhiệm quản lý cả một đoàn làm phim, cả mấy trăm con người luôn á. À, điểm con không thích ở bạn nam là hút thuốc, uống rượu. Rồi, dạ, xong. Hút ngày 10 điếu. Thôi, dạ, gia trưởng. Chưa? Rồi gì nữa? Lề mề. Không, chủ nhiệm là không có lề mề được. Chủ nhiệm mà lề mề là bữa đó không có quay được á. Mệt luôn. Rồi gì nữa? Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Bây giờ mình hỏi người nhà đi. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em. Rồi. Có mẹ hả? Xin chào anh Quyền Linh, cả chào gì? Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả trường quay. Em là mẹ của Minh Quyên. Hôm nay đến từ Cần Thơ. Thì đến đây cũng nãy giờ quan sát thì thấy bạn trai lanh quá. Bé này thì hiền lắm. Bé Quyên nhà hiền, ít nói nhưng mà thương người, thích làm từ thiện. Còn để bạn trai thì để Quyên nó cảm nhận. Cũng cần người lanh như để cho Quyên cũng như buộc trừ qua vậy đó. Đúng mà dạ. Giờ thì em thấy cha cũng dễ thương. Thằng cha cũng cao ráo giống như yêu cầu của Quyên vậy đó. Thì em thấy cũng được. Đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái của em. Em ruột đó hả? Dạ không, em đồng nghiệp ạ. À rồi, đồng nghiệp. Hôm nay em đến với anh Bảo thì cũng mong là kiếm được bạn gái cho anh. Em thấy nhà gái của chị như thế nào cưng? Dạ chị bên đây xinh lắm. Nói chung là ảnh không chịu nhưng mà em chịu. Ảnh không chịu nhưng mà em chịu. Bây giờ Linh chưa biết rành về Bảo nhưng mà nghe cách kể chuyện tức là Bảo yêu là yêu hết mình luôn. Đây một chàng trai có thể rất là nhiều bản lĩnh luôn á. Chung là để cho hai bạn trẻ gặp nhau đi. Mở rào.
Bắt đầu đi Bảo. Anh chào em. Dạ. À, gặp nhau lần đầu thì anh có món quà anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh. À dạ hả. Em tặng anh quyển sách nữa. Dạ, anh cảm ơn. Tựa gì vậy, đọc cái tựa coi. Dạ, khéo ăn khéo nói có được thiên hạ, quyển sách mà không ai không biết ạ. Dạ. Em ở Cần Thơ là em ở đâu nhỉ? Em ở quận Ninh Kiều. Thì gặp nhau lần đầu thì em thấy sơ qua về anh như thế nào? Thì cũng như mẹ em nói thì em thấy anh lanh. Thì như anh đã có chia sẻ, anh nói nhiều. Và nói chung là thứ gì trên đời này anh cũng nói được hết. Tại vì anh quan niệm rằng á, là khi mình nói ra thì mình mới hiểu được nhau. Còn cái gì mình cứ giữ trong lòng á, thì mình lại không hiểu được nhau đâu. Không ai là sinh ra để dành cho nhau hoàn toàn cả. Mình phải thay đổi bản thân mình vì đối phương. Theo anh quan điểm đó là vậy. Nếu như mà mình có duyên hẹn hò được với nhau thì cái gì anh không dám hứa, nhưng anh dám hứa chắc với em là anh sẽ thương em cho tới khi anh còn có thể. Còn Bảo cảm nhận cô gái bên kia thế nào? Cái đầu tiên thì em thấy bạn rất là xinh và hiền, kiểu như là ít nói á anh Linh. Anh có một tính, không biết là ưu điểm hay là khuyết điểm, nhưng mà anh rất là cưng chiều á. Không biết là em có ngại cái vấn đề đó không? Dạ không. Nhiều khi đi ngoài đường anh cũng coi như là con nít vậy đó. Dạ. Nhà em có mấy anh chị em? Dạ anh, nhà em có một mình em. Một mình em, vậy là chắc cô sẽ bắt rễ hả cô hả? Mẹ em thì có yêu cầu gì về con rể không? Cái đó anh hỏi mẹ em á. Không, tại vì á, thật sự là anh thấy em khá hiền, kiểu như là ở nhà em luôn được mẹ bảo bọc á, kiểu vậy. Thật ra anh thấy thế là Bảo. Dạ. Em muốn chinh phục được trái tim bên kia thì em phải chinh phục được con người ngồi ở dưới kìa. Dạ. À, đó. À, mẹ rất là lo, bởi vì nãy á, mẹ nói là bạn hơi lanh quá ha, sợ có đôi khi mẹ nghĩ là sẽ ăn hiếp cô gái của mẹ ha, này kia. Nhưng mà thật ra là em phải chinh phục được người ngồi dưới thì mới chinh phục được người ngồi trên. Dạ. Cô gái ngồi đối diện em còn rất là nhỏ nên có thể chưa có nhiều kinh nghiệm hơn em. Dạ. Chính vì thế trong cuộc tình này thì anh nghĩ rằng em phải hoàn toàn chủ động và có thể chia sẻ bất kỳ điều gì như nãy em nói vậy trong cuộc sống cho cô gái kia. Đây là một cô gái đó còn ngây thơ lắm. Rất là ngây thơ, nhưng nên mà là yêu là cũng yêu hết mình đó nha. Ừ, cho nên là đây cô gái ngồi dưới kia chắc chắn là sẽ không thả con mình ra đâu. Dạ, anh cũng chia sẻ thật với em, với cô luôn. Anh là con người nói nhiều thật nhưng chưa bao giờ nói xạo. Anh nói cái gì ra nó luôn luôn là ở trong của anh nói ra. Thật ra cái này em có muốn anh về Cần Thơ sống với em ở đó không? Về tương lai xa. Ý định của em thì cũng muốn ở Cần Thơ. À, em muốn ở Cần Thơ. Em muốn là tương lai em lấy chồng là em muốn phát triển sự nghiệp ở Cần Thơ. Ở dạ. Tại quê nhà, ở gần mẹ hay là em muốn đi theo chồng? Dạ, em muốn ở gần ba mẹ. Ừ, đó, rất rõ ràng. Mẹ của em gái cũng nên suy nghĩ đi. Bởi vì ba mẹ cũng còn rất là trẻ luôn. Có thể chúng ta đi lên đi xuống thành phố Hồ Chí Minh, có thể xa con gái. Nhưng nếu sự nghiệp con gái thành đạt đó thì cũng là một cái mà điều mà chúng ta mong ước. À, bây giờ vấn đề là có khoái cô gái này không? Trời ơi. Thì bây giờ là tới cái giai đoạn này em cần phải thuyết phục cô gái này. Dạ. Bằng những cái hành động của mình. Bây giờ Bảo bước tới nắm tay cô gái, thuyết trình một cái gì đó giống như nãy giờ, không chỉ cô gái nghe mà mẹ cô gái nghe rồi. Đúng một rồi. Chút xíu mình sẽ biết kết quả. Mời Bảo. Dạ, con xin phép cô. Anh xin phép em. Thì đây là lần đầu tiên mình gặp nhau. Anh chắc chắn một điều là cả anh và cả em đều không thể nào hiểu rõ nhau 100%. Chuyện gì đó anh không dám hứa. Những cái chuyện mà mình có về Cần Thơ hay mình ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là vấn đề tương lai xa. Anh chắc chắn một điều, anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù có ở đâu. Và anh sẽ thương em cho đến khi anh còn thương bản thân anh được nữa. Yeah. Nếu như em cảm thấy về tất cả mọi thứ bên ngoài và cả bên trong hiện giờ anh đang cảm nhận, em thấy anh hợp với em thì hãy cho cả anh và cả em một thời gian để chúng ta tìm hiểu em nha. Dạ. Thôi, đã đến lúc chúng ta để tay vào nút bấm rồi các bạn. Nãy giờ mình trò chuyện có thể hiểu nhau nhiều hơn. Bạn nữ ít nói nhưng bạn thiện nữ đang lắng nghe đó. Quyết định thuộc về bạn nữ. Đây có phải là một nửa mảnh ghép mình đang hướng tới hay không? Bấm hay không là quyền của bạn nha. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian.
em gái không bấm. Dạ. Không sao cả. Cảm ơn em. Em có thể nói lý do tại sao mình không bấm? Dạ, anh thì con thấy cũng tốt, nhưng mà con cảm thấy không phù hợp với mình. Còn cảm giác của Bảo thế nào? Thật ra em cũng có chung cảm giác với bạn nữ thật, nhưng mà không sao. Anh và em tạm gọi chung là đồng nghiệp. Có cơ hội anh sẽ về Cần Thơ và anh sẽ gặp em, thì có gì đó hai anh em mình lại công tác chung một shop nào đó thì sao? Dạ. Yeah. Đúng không? Yeah. Biết đâu được. Ở đây người ta còn trẻ lắm, em cứ lập đúng nghiệp rồi. Đi xong sự nghiệp rồi mình quay lại, mình quay về Cần Thơ mình cua sao. Thôi. Không có muộn màng gì hết trơn. Dạ. Trời á. Coi như đây là cơ hội để chúng ta biết nhau và có dấu ấn về nhau. Rồi, đây là những món quà của chương trình dành cho hai bạn. Dạ. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Chúc hai bạn thật là hạnh phúc với những điều gì mình đang hướng tới. Chúc hai bạn sẽ thật sự thành công. Cảm ơn hai em. Như vậy là cặp đầu tiên họ đã không đồng ý hẹn hò với nhau, quý vị. Chúng tôi cũng một chút nuối tiếc nhưng mà cũng không sao cả. Bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ hai để xem họ quyết định như thế nào nha. Xin mời. Nhà trai sẵn sàng cưới vợ chưa? Dạ muốn lắm rồi ạ. Dạ muốn lắm rồi ạ. Muốn lắm ha. Dạ. Nếu mà có cưới liền không? Dạ cưới liền, cưới liền trong năm nay ạ. Trong năm nay luôn? Dạ. Sợ làm dâu lắm hả? Dạ đúng rồi. Thí dụ như giờ phải làm dâu thì sao? Kiểu như là em muốn là ví dụ như là làm dâu nhưng mà kiểu sống riêng á. Làm dâu sao sống riêng được? Đúng rồi, đó. À, mẹ ơi, mẹ thấy con dâu tương lai của mẹ như thế nào? Rồi nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu mình. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em xin chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Em xin chào chị Ngọc Lan ạ. Mà chào bạn nữ bên kia ạ. Em tên là Trần Hữu Hà, em 29 tuổi, quê quán của em ở Bình Dương ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bến Cát, Bình Dương ạ. Công việc của em là em làm sale bán hàng cho công ty PepsiCo ạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, con chào chú Quyền Linh và em chào chị Ngọc Lan và chào quý khán giả. Em tên là Trần Thị Kiều Phương, năm nay 27 tuổi, em làm nhân viên lễ tân. Hiện em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình nói tới ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nè. Dạ, ưu điểm của em là em tuyệt đối là không hút thuốc nè, vui vẻ, hòa đồng, dễ mến, dễ gần. Nhược điểm của em là đôi khi thỉnh thoảng hay quên nè. Rủ mình hẹn khách hàng này kia thôi. Dạ, thỉnh thoảng quên ở trong ở nhà đấy. Quên ở nhà thôi ha. Quên mấy việc lặt vặt thôi đúng không? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Ưu điểm của em á, thích nấu ăn, ca hát, vẽ. Ca hát thôi, giờ hát cái cho nó không khí đi. Sao thấy mới vô gặp nó buồn buồn quá. Giờ trai hát trước luôn. Dạ. Nào, em hát ạ. Ai đã yêu một lần đều trải qua cay đắng của tình yêu. Ai đã yêu một lần đều trải qua sóng gió của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người yêu tôi đẹp xinh như hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng yên nhìn em xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa. Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Ánh trăng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi. Em sẽ hát ạ. Đó, phải không khí rồi chứ. Hát vui đó. Nhà gái đâu rồi? Lòng ngập ngùi nói tiếng yêu anh, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng xem được bên anh, cùng ngắm anh trong vàng ngàn sao. Cuộc tình ngày ngào anh đã cho em, làm trái tim em nói thay. Người yêu ơi anh có biết chăng, em đã yêu rồi. Hay. Được rồi. Thử hát hay quá. Thường tình duyên của em trai thì sao? Dạ em người cũng trải qua 2-3 mối tình. 2-3 mối rồi hả? Cũng mới là quen, giống như đơn phương thôi ạ. Ủa đơn phương thôi đó hả? Thì cũng thời gian vài tháng á, tìm hiểu mà cảm giác không thấy hợp. Coi như chưa có yêu mối tình nào sâu đậm hết trơn á. Dạ dạ. Chưa có nụ hôn đầu tiên đúng không? Cũng mới thì nắm tay bình thường thôi chứ. Có hôn đầu tiên chưa?
Mình cũng có người có người không. Mình cũng có người có người không. Khôn nhẹ. Khôn nhẹ. Khôn nhẹ nhẹ rồi đó hả? Dạ. Có rồi. Rồi nhà gái của mình đường tình duyên sao cưng? Của em thì trải qua hai mối tình. Mối đầu tiên thì chỉ là trên mức bạn bè một chút xíu. Rồi. Là cơ hội còn đi học sinh viên. Còn thứ hai là ra trường rồi được 2 năm không còn hết yêu nữa. Rồi đến ngày hôm nay thì em đã quên hẳn chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, vậy thì nhà gái đã sẵn sàng để đón nhận một cái mối tình mới rồi đó. Nhà trai sẵn sàng cưới vợ chưa? Dạ muốn lắm rồi ạ. Dạ muốn lắm rồi ạ. Muốn lắm ha. Dạ. Nếu mà có cưới liền không? Dạ cưới liền, cưới liền trong năm nay ạ. Trong năm nay luôn. Em muốn vợ mình như thế nào? Dạ biết quan tâm gia đình nè, biết lo lắng nè, chia sẻ công việc cùng nhau nè, đối nhân xử thế nè, lịch sự lễ phép. Bên nhà gái muốn lấy chồng sao nè? Dạ em muốn một người chân thành, có kinh tế ổn định. Em có điều gì không thích ở đàn ông không? Dạ có. Cái gì? Lăng nhăng. Em không có lăng nhăng luôn ạ. Đây không có lăng nhăng nha. Hai yêu chung thủy luôn. Với lại nhậu nhẹt. Không thích nhậu nhẹt. Dạ không có nhậu luôn. Không nhậu. Chỉ lâu lâu ví dụ bạn bè đám tiệc thì mới uống 1-2 ly. Gia trưởng. Không uống thuốc luôn ạ. Không gia trưởng. Dạ không ạ. Bên đây hiền lắm. Dạ, dạ. Có muốn cao hay thấp hay như thế nào không? Mập dạ. hay ốm? Kiểu vừa người, cao hơn em. Ừ. Dạ. Em cao mét mấy? Con cao 1m65. Con cao 1m65 hả? Ngang ngang thôi. Chào em. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ. Bên đó cao 1m65 mà tôi cũng cao 1m65 nên giờ đứng lên đo thử coi vừa không nè. Ngang ngang. Bên kia không có mang guốc cao cho nên là được. Được đúng không mọi người? Hợp lý đúng không? Vậy thì tôi sẽ hỏi nhà gái coi nếu mà nhà trai rước dâu về có đồng ý làm dâu không? Dạ. Sợ làm dâu lắm hả? Dạ đúng rồi. Thôi thôi. Thí dụ như giờ phải làm dâu thì sao? Kiểu như là em muốn là ví dụ như là làm dâu nhưng mà kiểu sống riêng á. Làm dâu là sống thì riêng. Sao sống riêng được? Giờ thí dụ bên kia nhà người ta có con trai một à. À. Ừ, người ta muốn ở chung thì sao? Mới hồn chút mặt xanh lét. Bây giờ mình hỏi người nhà coi là đúng rồi. Có người nhà ở đây không? Chứ dạ thấy có, căng rồi đây em đi cùng với anh rể và mẹ ruột ạ. À, trời ơi, đi với hả? Mẹ. Dạ. 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 À, chào cô ạ. À. Chào cô. Chào MC Quỳnh Linh ạ. Dạ. Và chào MC Ngọc Lan. Dạ. Thì hôm nay mẹ cũng cảm ơn chương trình để cho mẹ cô nó có cơ hội đến đây. Cô có một mình thằng, có một thằng trai à dạ. Mà giờ lấy vợ ở Sài Gòn sao cô? Cái đó là cô cũng không quan trọng. Thích giờ tuổi trẻ là nó thích ra ngoài sống nó thoải mái hơn. Cô cũng không ép là làm dâu cô đâu. Dạ, dạ. Thật ra thì cô gái này không phải là không chịu. Nhưng mà nhiều khi là còn nhỏ quá. Còn nhỏ quá cho nên là chưa có hình dung được. Hình dung được cái chuyện làm dâu. Thật ra làm dâu giờ khỏe lắm con. Dạ. À, làm dâu mẹ chồng á là giữ con giùm nè. Đúng rồi. Đưa con đi học nè, cho con ăn giùm nè. Trời ơi, nói chung có mẹ chồng giờ ông bà nội là rất sướng. Đúng luôn. Rồi. Thật sự luôn á. Khoái đỡ quá sợ. Quá tuyệt vời luôn. Đỡ sợ cười tươi rồi tôi. Cảm ơn cô rồi, nhiều. Rồi nha. Con bé nó sợ dữ lắm. Tôi chỉ mong muốn cho hai đứa được hiểu nhau và sống cho nó hạnh phúc là được rồi, là dạ. Tôi mỹ mãn lắm rồi. Dạ. Rồi. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến nhà gái nè, em đi với ai? Dạ đi với bạn. Dạ con chào chú Quỳnh Linh với chị Ngọc Lan ạ. Em là Yến, là bạn thân của Phương ạ. À, thì bạn em là một người, bạn là khá hiền ạ. Em muốn hỏi là anh có hay gọi là vô tâm không anh? Dạ không, tuyệt đối không. Anh mà thương thật lòng luôn thì không quan tâm hết mình luôn ạ. Tại vì bạn con thì bạn ít nói. Bạn khá là nội tâm nên bạn trai mà hơn, nếu mà gặp một bạn trai mà vô tâm nữa thì rất khó là đi lâu dài đó chị. Ừ, đúng rồi. Em thấy là anh bên này cũng ok. Phương có thể cho anh cơ hội để có thể tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Mở rào. Anh có món quà tặng em. Dạ. Cảm ơn. Thì anh tặng em bó hoa bông hồng này. Anh mong cho nếu mình có cơ hội tìm hiểu nhau á thì mong cho tình yêu của nó đẹp như bó hồng này. Dạ. Giờ bạn gái tặng cho bạn nam gì á?
À, em tặng bộ chăm sóc cá nhân. Mỹ phẩm hả? Mỹ phẩm. Trời quá trời tinh tế rồi. Cảm ơn nha. Dạ. Thì anh thấy em cũng hiền dịu mà có vẻ trầm tính á. Em thấy anh một người cũng hay nói lắm. Ý là tại sao anh lại chưa tìm người mà quen lâu khoảng một chút á? Có thể không có hợp, tìm hiểu sâu hơn thì có thể không hợp thì mình thôi. Không có theo như mẫu người mình muốn tìm. À dạ. Giờ em thấy mẫu người đó được chưa? À, em thì trước tiên thì em thấy bạn này cũng hiền dịu. Chỉ là thấy em mỗi cái hiền dịu thôi. Hiền dịu và bé biết lo lắng quan tâm vậy đó. Hẹn hò nhau thì mình có thể vào cuối tuần. Khoảng cách đi vậy thì anh có đi xuống với em không? Đi xuống với thành phố không? Thời gian thì đầu thì mình cũng nên anh xuống cũng được. Xuống xong rồi nếu như mà quen lâu thì em phải đi lên với anh hả? Đúng đi rồi. Lên trên anh. Thì em đi đâu thỉnh thoảng lại về chỗ anh cũng được. Cho có qua có lại. Trời ơi. Sao mình phải Tôi không có chịu chỗ này à. Đấy tôi ngồi tôi nhảy nhõm từ nãy giờ. Ấy là lâu lâu á, ý là về nhà là lâu lâu cho biết nhà đâu. À thì được. Ừ. Chứ không phải là anh chỉ lên có lại gì hết. Dạ. Đôi khi mình xuống cả đời luôn. Dạ. Mình cũng con được trai luôn. Cái đường xa thì mình là cái người chủ động đi nữa. Cái thứ nhất nó an toàn hơn. Cái thứ hai mình cũng ga lăng hơn nữa, đúng không? Thông cảm nhà trai tôi, nãy giờ thấy nhà gái cũng xinh đẹp dễ thương. Tôi giờ trai Quyến bị khó, dễ thương quá nên nó hơi rối chút xíu. Có cơ hội tìm hiểu nhau á, mà hợp á thì mình có thể tiến tới trong năm nay cũng được. Năm nay cũng được. Trong năm nay đó, ý em là sao? Có thể tìm hiểu vài tháng học chơi vài trong tháng năm thôi. Nay cũng được. Ý mong muốn của em là phải hết năm nay. Hết năm nay cũng được mà. Thì sang năm cũng được. Cũng gần thôi thì tối thiểu là... Nói chung là trong vòng 2 năm đổ lại. Trong vòng 2 năm đi. Nhưng mà năm, nhanh, 3 năm sau. Nhanh hay không là do em á. Đúng. Nếu mà người phụ nữ thấy tình yêu của em đủ lớn rồi đó, người ta đủ tin tưởng rồi là người ta đồng ý ngay, đúng không em gái? Đúng rồi. Đó, vậy thôi. Hiểu không? Rồi, bây giờ tiến tới nào. Nắm tay bạn gái. Chưa phải là... Nắm tay chứ không phải bắt tay bạn bè mà khách hàng đâu. Nắm tay. Thấy em cao so với nếu đi quốc chắc cao này. Tự nhiên hỏi thấy sao kêu anh thấy em cao. Ta nghĩ sao tao nói vậy mà. Dạ. Tình yêu nó thấy hiền thì mình cứ có duyên tìm hiểu nhau thì mình cứ cho cơ hội tìm hiểu nhau thời gian đi đó em ơi. Giờ đây anh cần một bờ vai em ơi. Nhưng không cần ai lúc này để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh yêu em quá mất rồi nên ngỡ như em về thôi. Rồi thôi về ghế đi. Đủ rồi. Nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa đi. Nếu phải, đây là người một nửa yêu thương của mình, mình cảm nhận đúng như vậy, thì hãy bấm nút. Còn nếu mình cảm nhận không phải đâu, người này không phải, thôi bỏ qua, đừng bấm nút. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Không phải, kiểu như không kịp. Bấm không kịp. Có bấm không? Có. Có bấm, có bấm vô. Trời ơi. Bấm không kịp nữa. Chính thức chúng ta hẹn hò với nhau rồi. Nào, hãy nắm tay, xen tay vào với nhau nào. Đúng rồi, đó. À, mẹ ơi, mẹ thấy con dâu tương lai của mẹ như thế nào? Mẹ thấy bạn gái bên đây thì cũng rất hiền lành, dễ thương. Thì mẹ cũng mong cho hai con tìm hiểu nhau và sâu hơn để nhanh, mẹ nhanh có con dâu. Dễ thương quá. À, bây giờ là coi như ba mẹ của bạn gái đang theo dõi chương trình á, mình nói gì thưa hai bác? Hôm nay cho phép tụi con tìm hiểu và hứa hai bác gì đó. Dạ. Đó, nhìn đó nói đi. Thì con xin chào hai bác đang xem qua màn ảnh nhỏ. Thì con
mong bác cho con hai con được cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn, tiến tới hôn nhân trong năm nay là qua năm cũng được ạ. Rồi, cứ nắm chặt tay nhau, đừng buông tay nhau nhé. Đây là những món quà dành cho các bạn. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất nha. Dạ. Cố lên nào chàng trai. Như vậy chúng ta đã đến với hai câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Và hiện tại mình cũng đang sở hữu một chiếc tàu biển, hiện đang khai thác ở vùng biển Kiên Giang, Hà Tiên. Mình cũng đang có một cái trang trại 5.000 m², đang lỡ dở ở Đồng Tháp. Quá trời quá đất tài sản rồi. Và hiện tại thì mình đang sở hữu khoảng chừng 7.000 m² đất. Trời đất ơi. Và sau đó thì dự tính cái mục tiêu và kế hoạch của mình trong 2022 thì mình sẽ mở thêm hai cái showroom sofa nằm ở Vĩnh Long một cái và Sa Đéc một cái. Mời nhà trai. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Thôi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào Ngọc Lan. Xin chào khán giả trong trường quay có mặt ngày hôm nay. Mình là Quỳnh Phước. Năm nay 49 tuổi. Mình đến từ Thủ Dầu Một, Bình Dương. Hiện tại công việc của mình là kinh doanh. Kinh doanh về gì Phước? Vấn đề đó tí xíu em nói sau được hả? À được. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh trai bên kia hàng rào và em xin chào toàn bộ khán giả trường quay. Em xin giới thiệu em là Nguyễn Thị Bình, năm nay em 40 tuổi, quê thì ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, nhưng hiện nay em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Em đang làm chuyên viên pháp chế cho một công ty bất động sản ở quận 1. Bây giờ mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Phước. Riêng về ưu điểm của mình á, mọi người đánh giá là mình hoàn toàn mọi mặt đều là ưu điểm. Về việc ở gia đình, hầu như mọi thứ tất cả việc trong nhà mình đều làm được, kể cả điện nước không cần phải thuê mướn kỹ thuật. Về cơm nước bếp núc mình cũng rất tốt. Còn về lĩnh vực xã hội, rất là nhiều người nhận xét là ngoại giao xã hội thì đạt điểm rất cao. Về kinh tế thì hiện tại thì mình đang sở hữu một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất về xuất khẩu. Và hiện tại mình cũng đang sở hữu một chiếc tàu biển, hiện đang khai thác ở vùng biển Kiên Giang, Hà Tiên. Mình chỉ sống ở Bình Dương khoảng 3 ngày trong một tuần hoặc 4 ngày một tuần, còn lại thì mình sẽ tự đánh xe, lái xe về Kiên Giang. Mình cũng đang có một cái trang trại 5.000 m² đang lỡ dở ở Đồng Tháp. Quá trời quá đất tài sản rồi. Quá dữ luôn, tất cả mọi điều tốt hết rồi. Quá trời tốt. Còn nữa không? Đang có 2 căn nhà và hiện tại thì mình đang sở hữu khoảng chừng 7.000 m² đất. Trời đất ơi. Và sau đó thì dự tính cái mục tiêu và kế hoạch của mình trong 2022 thì mình sẽ mở thêm hai cái showroom sofa nằm ở Vĩnh Long một cái và Sa Đéc một cái. Wow. Trời ơi, anh ơi, mai mốt khai trương có mời Ngọc Lan với Quyền Linh đi dự khai trương không? Sẵn sàng. Tất cả bây giờ á là nhà trai tôi đều tốt hết. Em chào anh. Để chào nhà trai tôi hết cho đã. Mình rất ngưỡng mộ Ngọc Lan qua những cái chương trình phim truyền hình. Dạ cảm ơn anh. Rồi mình còn gì nữa nè? Cái mục tiêu của năm 2022 là mục tiêu này là mục tiêu tâm huyết và đặc biệt và cũng là cái sở thích của mình. Là mình sẽ mở một cái du lịch. Nói chung chuyện gì cũng tốt hết, nhưng con đường tình duyên chắc chưa được tốt đúng không? Chắc đó là một cái tìm mình cũng đang định nói đây là cái khuyết điểm của mình là cái tình duyên không tốt. Cái khuyết điểm cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong lúc này thì mình không ca hát gì được. Đang cái khỏi ca, có tàu là khỏi ca. Đúng rồi. Bây giờ tôi qua nhà gái. Hiện tại thì mình cũng có đang sở hữu một chiếc du thuyền mini. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em gái. Em gái có ưu điểm khuyết điểm gì em gái? Ưu điểm của em thì cũng chỉ có mấy cái nhỏ nhỏ thôi à. Em là người chăm chỉ, thích chăm lo cho gia đình và có tính tự lập. Tốt. Dạ. Còn khuyết điểm thì em thấy chắc cũng hơi nhiều chút xíu. Khuyết điểm đầu tiên thì em hơi nóng tính. Cái thứ hai nữa là em hát dở lắm. Em vừa mù nhạc mà giọng em vừa dở. Bữa kia hát được, nay đau họng hát không được. Dạ, dạ. Thôi kệ, bữa nào về hát chung cũng được. Nay đã có nước giặt xả tròn 2-1 mới. Lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Thứ ba nữa là cái khuôn mặt của em á, do cái cấu trúc khuôn mặt cho nên là nếu mà ví dụ bình thường mà em không cười một cái là ai cũng kêu trời sao mặt nó nhỏ gì mà nó khó dữ gì, không muốn lại gần luôn.
Quay. Nín cười dạ. À, đừng cười thưa anh. Cũng đâu có mất như vậy, ai nói kỳ vậy? Bạn em ai cũng nói hết á. Ai cũng nói hả? Dạ. Bữa nay chương trình không có nói. Gương mặt là cũng có nét. Đúng rồi. Không có đến mức gì như thế. Đừng có tự ti quá. Mình phải lạc quan lên giống như anh giáo đốc bên kia. Bữa nay mình cố gắng hỗ trợ cho nhau. Hỏi anh sao anh đến vậy? Lo đếm tiền nhiều quá, lo công việc em nhiều quá. Em hỏi thiệt anh thôi. Đó chứ cái gì anh cũng có. Điều anh là người một người là gọi là quá toàn diện rồi. Kinh doanh giỏi, tính tình tốt, giao tiếp xã hội là quá tốt luôn. Mà tại sao anh lại có mặt ở chương trình này? Thì mình cũng đã từng gãi đổ hôn nhân. Dạ. Là do mình mãi mê kiếm tiền. Thì đến hôm nay thì mình vẫn còn mãi mê kiếm tiền, nhưng mà mình đã có một cái kế hoạch là mình sẽ dùng người để kiếm tiền thay cho mình. Anh cái Phước, vấn đề thì lúc này thì mình sẽ tập trung vào cái kiếm vợ trước, đúng không? Gia đình có tiền mà không có vợ cũng như không á, là cũng mệt mỏi lắm, không ai giữ tiền đó. Bây giờ anh có gia đình rồi, có con chưa, và tại sao chia tay, và chia tay lâu chưa? Mình đã có một bé gái, năm nay bé gái được 6 tuổi, nhưng mà hiện tại thì bé đã, mình gửi bé bên sống bên ngoài với mẹ. Tại vì công việc của mình không có thời gian để chăm bé được. Mình chia tay vợ lâu chưa? Mình chia tay với cô ấy thì năm 2017. Lý do hồi nãy mình cũng nói đó, mình mãi mê lo công việc kiếm tiền. Nói chung là mình đi thường xuyên. Tội nghiệp người phụ nữ, thấy chưa? Anh thấy không, anh quá nhiều cái cơ hội có tiền, nhưng người phụ nữ đó họ cần cái sự quan tâm chăm sóc không có, nên họ ra đi. Chính vì thế nên nếu muốn vợ, muốn tìm một người yêu nữa, ngay bây giờ thì phải quan tâm chăm sóc người phụ nữ, chứ không có phải vì tiền mình cứ chạy theo tiền mình quên cái sự chăm sóc đó. Nói chung thì mình cũng quan tâm chăm sóc lắm, nhưng mà đi đâu á thì em cũng cho cô ấy đi cùng, nhưng mà cô ấy là có cái hay say xe, say tàu. Những cái đam mê của em thì cô ấy say lại là không thích, không đi được. Có say xe say tàu vậy không? Xe thì không có say. Xe tàu không? Tàu thì tùy bữa. Tùy bữa rồi. Ổn định. Rồi sao nữa? Sau đó thì em với cô ấy là cũng hai người ngồi lại nói chuyện với nhau. Vấn đề là đi tiếp để cái quãng đời còn lại rất dài. Nhưng mà có những cái điểm là mình không hợp. Không lẽ xe tàu lẽ được không? Không lẽ xe tàu với chị tay không, cô ấy quan là tới. Ví dụ không đi được, nhưng mà cô ấy giám sát rất là chặt chẽ. Ghen đúng không? Đúng rồi. Nói thẳng ra hay cô ấy là ghen kiểm đi. Tra những cái riêng tư, chẳng hạn như là máy móc, điện thoại. Thì những có những điểm đó thì em không thích. Rồi, người phụ nữ là tìm ra mấu chốt, tức là cô ấy quá ghen. Rồi anh kiểm soát anh quá, anh khó chịu. Vậy thì bây giờ anh nói luôn là bây giờ anh muốn tìm một người vợ sắp tới thì sẽ như thế nào nè, để phù hợp với anh nè. Đúng rồi, chắc chắn là không có ghen rồi đó. Mình không cần tìm cái người phụ nữ là phải có tiêu chuẩn như thế nào. Biết chăm sóc cho gia đình và thông cảm và hiểu với nhau. Không ghen cũng như được. Vấn đề thì mới nói ghen thì phụ nữ nào cũng ghen, nhưng mà không kiểm soát phải có quá. Lý do, hoặc là phải có cái bằng chứng, cái cụ thể, cái chứng minh để mình ghen. Rồi. Chứ kiểu như ghen bóng ghen gió mà nói khơi khơi thì mình không thích. Bây giờ hỏi cô kia bây giờ coi những cái ý anh vậy có chịu được hay không? Em thấy thì do cái tính chất công việc thì anh phải đi nhiều thì là cũng bình thường thôi. Đúng là kinh doanh thì cũng phải tiếp xúc nhiều, chưa kể nữa là để tiếp khách nữa. Tiếp khách rồi là vì bộ mặt thì cũng phải tuyển mấy cô thư ký trẻ trẻ đẹp đẹp nữa chứ không. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho nên là thực ra thì ghen thì chắc chắn phụ nữ ai cũng ghen, nhưng mà em thì phải có bằng chứng. Em thì ghen nhanh lắm. Bằng có bằng chứng cái thôi chúng ta cắt luôn đi, chứ còn không cần phải rùm beng lên gì hết, cho nên khỏi đánh ghen đến cái gì luôn. Chứ bên còn đây em có gia đình rồi đó, có con gái rồi đó. Rồi bên em tình hình đường duyên nó có sao không em? Dạ em thì độc thân từ trước đến giờ, nói chung em bền vững. Không phải ấy đâu mà là đang tìm người tử tế để dạ, yêu. Đúng rồi chị, nhưng mà cái điều á, tại vì khi mình nói vậy xong người ta nói thôi, nói thẳng ế bền vững chứ. Bên đây đầy đủ điều kiện, chỉ thiếu người vợ đỡ kiểm soát, đỡ ghen thôi, hiểu nhau thôi. Bên đó thấy được không? Dạ được anh. Được ha. Coi như là nãy giờ nói qua nói lại hai bên cũng hiểu nhau hết rồi ha. Mình hỏi ý kiến người thân coi người ta có dạ. hiểu không? Mình đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với hai người bạn. Dạ em là Tuyền, là bạn của bạn Bình. Qua những cái trò chuyện cùng với anh Phước thì em thấy là anh Phước cũng có rất là nhiều điều kiện mà những người phụ nữ cũng sẽ rất là ao ước và thích. Tuy nhiên thì
em nghĩ rằng là anh thiếu một cái sự quan tâm và chia sẻ thời gian nhiều với người phụ nữ, với gia đình của mình. Nên là em nghĩ nếu hai anh chị là cũng khá là phù hợp với nhau, cũng mong là hai anh chị cho nhau cơ hội để mình được làm quen và tiến tới. Dạ, rồi. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn của bạn nãy ạ. Rồi, bây giờ tôi hỏi nhà gái chút xíu. Nhà gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, em thì cũng chỉ mong là cái bạn trai của em là một người chung thủy, có công việc ổn định để cùng em chăm lo gia đình thôi. Vì em cũng là người tự lập về tài chính, từ lúc ra trường đến giờ, nên em cũng không cần thiết là bạn trai phải giàu có gì. Nhưng em mong thì đó là một người biết chia sẻ, quan tâm cho gia đình, không những là cho gia đình nhỏ mà cho cả gia đình lớn của hai bên nữa. Còn em thì em không thích cái người đó, bạn trai gia trưởng, vì tính em là người nóng và em cũng có những cái sự quyết đoán. Rồi, yeah. Bạn trai có gia trưởng không? Riêng về mọi người nhận xét thì mình rất là thoải mái và rất là dễ tính. Nhưng mà tính của mình thì rất là kỹ tính. Kỹ tính thí dụ đi, giờ nói luôn cho nhà gái. Chẳng hạn như là em là một người rất chi là sạch sẽ. Ở nhà cũng vậy, không có một đôi dép nào hết. Toàn bộ em chỉ đi mang giày. Tại vì em sợ mang đôi dép á thì người khác sọc chân vào. Nếu mà dép của em mang á thì người khác sọc chân vào thì em sẽ bỏ đôi dép. Thành ra chưa bao giờ có một đôi dép. Nói như vậy để tất cả mọi người hiểu được cái tính cách của nhau nha. Rồi bây giờ Phước đi với ai vậy? Mình đến đây một mình. Một mình đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ mở rào thôi. Đúng rồi. Hai người nãy giờ cũng đã hiểu về tính cách của nhau nhiều rồi. Mở rào để trò chuyện, để hiểu nhau nhiều hơn và đưa ra quyết định cho nó chính xác. Mở rào. Bây giờ thì Phước và bạn gái có thể trò chuyện thoải mái nha. Rồi để mình tìm với nhau, bắt đầu. Anh chào em. Em chào anh. Nhân dịp hôm nay anh đến đây thì sẵn dịp đây thì anh có một bó hoa để tặng cho em. Dạ, em cảm ơn nha. Và sau đó thì anh xin gửi Ngọc Lan. Dạ, em cảm ơn anh. Chúc Ngọc Lan cũng mau có gia đình mới nhé. Dạ. Chúc cái đó Ngọc Lan khoái lắm á. Cảm ơn anh rất nhiều, một sự rất là tinh tế của người đàn ông nè. Em cũng có một món quà để gửi đến anh. Món quà này thì nó cũng chỉ hơi có một cái chút tâm tư nho nhỏ của em, là em mong là anh có thể đặt nó ở trên bàn và khi nhìn nó thì có thể nhớ tới anh đã từng gặp một cô gái. Ok, anh rất cảm ơn em. Món quà rất có ý nghĩa và rất đẹp. Thôi hai người cứ ngồi trò chuyện với nhau đi. Em có điều gì muốn hỏi anh hoặc khai thác anh thì em cứ tự nhiên. Dạ, anh cho em hỏi một chút xíu. Vì lúc nãy thì ở cái phần anh có nói anh kỹ tính á, dép anh không có muốn mà mang cùng với người khác. Thì ngoài cái kỹ tính mà không muốn mang dép đó thì những cái thứ khác trong nhà thì anh cũng không muốn dùng chung với người khác hay như thế nào à? Nói chung là đúng vậy. Hầu như là anh đi ra ngoài, ăn uống ngoài cũng vậy, anh đều mang nước cá nhân của anh theo. Anh sẽ không dùng ly bất cứ của ai. Ví dụ như tiệc tùng cũng vậy, nếu mà ai mời anh uống cùng một ly tuyệt đối là anh không uống, người đó giận anh chịu. Dạ. Anh em hỏi cái, bây giờ dép anh không mang chung thì mền anh có đắp chung không được không? Không, cái đó là bình thường. Đã nằm trên giường cùng nhau thì không còn ngại về vấn đề gì là riêng tư. Ok, hết hồn luôn á. Anh cũng nói là công việc của anh là khá là bận. Thì anh có nghĩ là trong những cái thời công việc bận rộn như vậy thì anh có thể sắp xếp được thời gian để cho gia đình hay không? Đặc biệt ở anh thì cái tiêu chí của anh á, quen tìm hiểu một người phụ nữ á, anh sẽ không bao giờ để mất thời gian cho hai phía. Ví dụ chẳng hạn như trong 3 tháng đến 6 tháng, nếu mà mình cảm thấy không hợp thì mình sẽ dừng lại, đỡ mất thời gian cho hai bên. Trong cái khoảng thời gian anh bận việc thì anh có thể sắp xếp đưa giao cho nhân viên làm việc những việc đó, trừ khi những việc nào mà nhân viên không giải quyết được thì mới đích thân anh giải quyết. Anh là người tự do, thành ra bất cứ lúc nào và ở đâu anh cũng có thể giải quyết và đến đó được, nếu mà có việc cần ở đó. Lúc nãy anh cũng nói là anh cũng đã có một bé rồi. Nhưng mà em không biết là nếu như mà lập gia đình mới thì anh có muốn có thêm bé nữa hay không, hay như thế nào ạ? Đặc biệt là vấn đề này thì anh không thích là có thêm bé nữa. Tại vì thứ nhất tuổi anh đã lớn, là anh cũng chuẩn bị qua tuổi tới tuổi nghỉ ngơi. Nếu mà anh mà bây giờ trong lúc này thì anh có bé Bi nữa thì anh sẽ mất thêm mười mấy năm nữa là không có cái sự được nghỉ ngơi. Và những cái dự án kế hoạch của anh còn đang dang dở.
rất là may mắn khi mà bạn nữ hỏi cái câu này, bởi vì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thật ra anh, cái quan điểm của anh đó là không có sai. Đúng là khi mà chúng ta sanh một đứa trẻ ra, chúng ta phải có trách nhiệm với nó ít nhất là tới 18 tuổi. Thì tới lúc đó là anh 60 tuổi rồi. 68 à? À 68. Đó. Thì cho nên là cái quan điểm của anh nó rất là đúng. Nhưng mà nó sẽ có phù hợp với lại cái người nữ hay không thì đó lại là cái vấn đề khác. Không biết là về cái vấn đề này thì bạn có cùng quan điểm với anh không? Lan nghĩ là chắc... Thực ra thì em vẫn muốn có ít nhất một bé. Đúng rồi. Chính xác. Mặc dù... em cũng biết là ví dụ như tuổi của em thì có một bé thì nó cũng đã là rất là khó khăn, rất là khó rồi vì cũng đã 40, nếu mà nuôi mà để cho bé trưởng thành đi nữa thì nó cũng đã 60 rồi. Nó rất là mệt mỏi, nhưng mà em nghĩ là có một đứa con thì nó sẽ là một chất xúc tác rất tốt. Đúng. Cho giữa hai vợ chồng. Thật ra nãy chia sẻ anh cũng hiểu anh muốn như vậy, nhưng mà theo lên thế này nè, nếu như hai người có cùng duyên nào với nhau đó thì thật ra thêm đứa con nó không sao cả, vì anh đủ điều kiện để có thể chăm sóc đứa bé và cái người bên cạnh anh đủ sức để chăm sóc đứa bé, nên mở ra chút xíu đi. Theo Linh là như vậy, đó là cái quan điểm và cái sở thích của mình. Còn lại á là cái người phụ nữ ở bên cạnh em á là có bản lĩnh hay không, nếu mà đủ bản lĩnh thì có thể là đôi ba đứa còn vẫn không sao. Ý của anh nói là tình yêu của hai người á nó đủ lớn và đây là cái người phụ nữ mà anh cảm thấy là ồ, mình tìm đúng người rồi, vợ mình muốn cái gì mình cũng ok, mình cũng đồng ý và rất là vui vẻ. Rồi ok, mình đã phân tích đến tận cùng của câu chuyện này, cái quyền quyết định của hai người thôi. Rồi anh chị đủ lớn để chúng ta đưa ra quyết định này nào. Để tao nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định bằng chính con tim của mình nha. Thấy được thì bấm, không được không cần bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Nếu như mỗi người chịu hy sinh cái cá tính mình một chút thì câu chuyện nó cũng sẽ đẹp. Mỗi người chúng ta tìm cho mình một nửa mảnh ghép, phải thật hợp quý vị nhá. Phải hợp mới ăn đời ở kiếp với nhau được. Phải có duyên, có phận với nhau thì mới cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời còn lại. Chúc cho anh chị sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Chúc chúng ta sẽ thành công, bình an và thật nhiều may mắn trong năm 2022. Dạ, xin cảm ơn anh. Xin được cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn anh. Một chút tiếc nuối nhưng cũng thấy vui là các bạn hiểu được bạn muốn hò như thế nào. Không phải bấm nút là bấm cho có, mà các bạn hiểu được đó là một sự nghiêm túc. Đó cũng là tiêu chí của chương trình, quý vị. Không phải ai lên đây chúng tôi cũng đều muốn hò bấm cả. Có như thế mới thấy được bạn muốn hò rất là thật. Bấm là hướng đến một tương lai tốt đẹp. Để xem cặp đôi thứ hai sẽ mang đến cho chúng ta những cái cảm xúc gì nha. Dạ. Cái đó là cho, còn ví dụ như bắt buộc phải chờ thì nó khác. Có người ta mần tới 2 tiếng lần á. Lúc đó mình vô mình chơi với phụ huynh, mình chờ bạn gái đi chơi, mình vô mình chơi với phụ huynh luôn. Dạ. Từ từ quên dần rồi thôi luôn. Những mối tình không có lời chia tay. Thôi vậy thì cũng không có vấn đề gì hết, cũng không có gì lăn tăn. Ok, khi mà quen nhau, lấy nhau rồi tiền bạc ai quản lý à? Em quản lý cũng được. Em quản lý. Cái đó được đúng không? Anh này cái gì anh cũng chịu hết trơn á. Bây giờ anh chỉ chờ bấm nút thôi. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Bây giờ thì mời anh trai giới thiệu về mình. Trước hết thì con chào chú Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan. Em tên là Lê Thành Tâm. Hiện tại em đang làm tại bệnh viện Học Thạch, làm điều dưỡng. Quê em ở Tiền Giang, hiện tại sinh sống làm việc tại Sài Gòn. À, Tiền Giang là huyện nào Tâm? Dạ, huyện Chợ Gạo. À, Chợ Gạo trồng ớt không á đúng không? Dạ, trồng thanh long không chú. Thanh long với ớt không? Huyện Chợ Gạo mà không thấy trồng gạo, trồng thanh long với ớt không à. Thôi, mời nhà gái. Trước tiên em chào chương trình ạ. Em chào chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh và anh chàng bên cạnh ạ. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Cẩm Trinh, năm nay 27 tuổi. Hiện tại thì em làm điều dưỡng khoa lọc thận tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức. Quê quán của em hiện tại thì đang ở Phú Yên. Hiện tại em đang sinh sống tại Gò Vấp ạ.
Hay quá, hôm nay hai bạn đều là điều dưỡng hết. Những người mà thật sự tôi rất là ngưỡng mộ luôn nha. Bởi vì những con người này rất là tuyệt vời luôn á. Dạ đúng rồi, công việc rất là khó. Rất là cực khổ, vất vả mà các bạn hy sinh cả cái tuổi thanh xuân của mình để lo cho những bệnh nhân như thế. Mà lo cả đời luôn rồi đó. Rồi bây giờ thì mình nói luôn về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì hiền, ngon, vui vẻ với người thân, còn hơi trầm tính với người lạ, và biết cách chăm sóc gia đình, biết nấu ăn, đặc biệt là nấu những món ăn của miền Trung. Còn nhược điểm của em thì là có ít nói, hơi khó chịu và hơi kén chọn trong tình yêu ạ. Tâm sao Tâm? Ưu điểm khuyết điểm của Tâm dạ, thế nào? Còn ưu điểm là vui vẻ, hiền lành, hòa đồng trong công việc, không biết hút thuốc, uống rượu bia, cờ bạc. Bên kia có hơi nóng chút xíu, bên đây rất là nhẹ nhàng, bù trừ cho nhau được á. Có khuyết điểm là rụt rè và nhút nhát trước đám đông, này run mà sợ nữa. Nãy giờ có run không? Dạ có. Mà làm điều dưỡng mấy năm rồi Tâm? Dạ con làm cũng 5 năm rồi. 5 năm? Dạ. Còn bên nhà gái làm điều dưỡng mấy năm? Dạ cũng làm được 4 năm rồi chú. Thâm niên bằng nhau. Làm điều dưỡng hơi gầy chút xíu vậy Nam. Chắc lo chăm sóc người khác quá hả? Dạ. Ủa bộ ốm dữ lắm hả trời? Hơi gầy thôi chứ không phải ốm. Tôi tò mò ghê, tôi muốn qua tôi nói. Ăn uống thiếu thốn chút xíu. Dạ. Lo chăm sóc bệnh nhân không hả? Không có thiếu, tại vì ăn hoài mà không mập hả? Dạ. Đường tình duyên sao nè? Dạ đường tình duyên của con thì có một mối tình. Hồi đó còn sinh viên thì lo chú Tâm đi học không yêu. Để tới chừng ấy rồi quên luôn, quên dần luôn. Bao lâu mà quên dần luôn? Dạ, tụi con quen cũng được 1 năm rưỡi. Năm rưỡi hả? Dạ. Tự nhiên cứ quên dần luôn vậy đó hả? Dạ. Sao cái cuộc tình gì mà ngộ vậy trời? Từ từ quên dần rồi thôi luôn. Những mối tình không có lời chia tay. Thôi vậy thì cũng không có vấn đề gì hết, cũng không có gì lăn tăn. Bây giờ bạn nữ của mình tình duyên là như thế nào? Còn mối tình đáng nhớ nhất của em là thời sinh viên. Thì em có quen bạn cùng ngành luôn, nhưng mà khác lớp. Hai đứa cũng rất là hợp, nhưng mà sau đó tự chính thất lại thành thứ thất. Con trà xanh hả em? Dạ đúng rồi ạ. thì em vẫn rất tin tưởng bạn đó là chắc là không phải đâu, nhưng mà khi mà em biết qua lớp trưởng của lớp em, nên vậy em quyết định em dừng lại. Sau cái mối tình thứ nhất đó nó sâu đậm quá thì những mối tình sau thì em lại kén chọn hơn. Không sao, mình tổn thương nhưng mà vết thương nào rồi cũng lành, sẽ có người chữa lành vết thương cho em. Bây giờ thì mình muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Biết quan tâm gia đình, hiểu chuyện, cao ráo, tự tin, có một chút tính vui vẻ để mỗi lần em mà áp lực công việc quá em hay quạo thì bạn nam đó vui vẻ một tí thì bạn nó sẽ lắm. Dạ nó vui sẽ hòa đồng hơn. Bạn này cao thì chưa, không cao lắm nhưng ráo thì có, giống như gầy gầy vậy đó. Em nóng tính, em thường hay làm gì cho em? Dạ quýnh người. Dạ không, em nóng tính em hay cắn lắm rồi. Đó hay cắn thôi. Dạ vâng. Bên kia mà cắn chắc bên đây nát quá. Mình nói chắc xíu quách không hả? Dạ. Chắc mẻ răng đó. Trời ơi. Đâu để tôi qua tôi coi nhà trai ra làm sao. Đó coi đi. Bộ rồi. Dạ chào chị Ngọc Hoàng. Ốm thiệt. Nhìn nó ráo ráo lắm à. Ốm nhưng mà khỏe không? Dạ khỏe. Nhìn không? Chưa thấy ốm quá trời đất xương không hả? Dạ tại cơ địa của mỗi người á chị. Anh ơi, bên này tròn lắm, anh ảnh nổi không anh? Cũng ráng ảnh. Chưa chắc nha, nhỏ nhỏ chứ có bỏ đó. Không có đùa đâu. Bây giờ mẫu hình lý tưởng thế nào nói cho bà mối biết đi. Vui vẻ, hiền lành, là người phụ nữ của gia đình. Để kính trên nhìn dưới, lễ phép trong bà cha mẹ. Cô kia có hơi nóng nóng chút, sợ không? Khổ mà. Dạ, nóng thì con nguội. Dám nóng như người ta không? Như nóng là bên kia đâu. Xương. Dạ. Dễ thương quá, nói một cái câu kệ nóng thì con nguội. Nó trong gia đình là phải có người nóng, người nhịn. Người miền Tây dễ thương vô cùng. Chỉ trừ bên đó thôi. Bây giờ có cái điều gì không thích ở phụ nữ? Phụ nữ không với người lớn. Không lăng nhăng. Cái đó em không có đâu anh ơi. Trời ơi, em quen ngay là em chung thủy lắm. Anh cũng hy vọng là vậy em ơi. Phụ nữ mà hổn với lăng nhăng thì còn gì nữa trời. Với đừng càm ràm quá nha em. Càm ràm thì em không có. Anh nguội mà không sao đâu. Nên là bên đó nhiều khi áp lực cái công việc, áp lực với người khác không trút được á. Cho nên là đôi khi về nhà là sẽ trút lên em. Chắc chắn là có càm ràm một chút.
giờ mỗi lần hẹn nhau đi chơi cho người ta bao nhiêu thời gian để người ta trang điểm? Tiếng. Trời ơi, cho một tiếng luôn hả? Quá trời hào phóng rồi. Cho một tiếng ít đó. Cái đó là cho, còn ví dụ như bắt buộc phải chờ thì nó khác. Có người ta mần tới 2 tiếng lần á. 2 tiếng cái bên kìa. Sang nào 2 tiếng hồi trang điểm á. Ví dụ lỡ 2 tiếng được không? Dạ được, đợi chút con có sao. Lúc đó mình vô mình chơi với phụ huynh. Mình chờ bạn gái đi chơi, mình vô mình chơi với phụ huynh luôn. Dạ. Bây giờ chúng ta gặp người thân đi nè. Đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị em và anh em. Dạ chào chị, chào anh. Anh ruột kia đó hả? Dạ anh rể. Em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan. Tâm ơi, theo anh thấy thì bạn nữ bên này cũng dễ thương, hầu như là cũng có nhiều cái ưu điểm mà em cũng muốn tìm một cái mẫu người như vậy. Anh thấy hai em cũng rất là hợp, cũng mong là sau cái chương trình này hai em có thể cho nhau một cái cơ hội. Và anh mong là hai em sẽ cùng nắm tay nhau đi đến trọn đời được. Dạ em cảm ơn anh. Anh rể mà hai người đồng màu đồng chất quá hả? Em đi với ai? Dạ em đi với chị gái và bạn thân ạ. Em chào chị Ngọc Lan, em chào con chào chú. Hôm nay đến với chương trình thì em muốn nhắn gửi đến em gái của em là mình thấy bạn này bên này cũng hiền, cũng dễ thương. Đến đây gặp nhau là cái duyên rồi. Em gái em rất là thích người miền Nam trong này, mà nó ở Tiền Giang thì cũng gần đây á, thì cũng kiểu là cái duyên rồi. Nên là hai bạn cố gắng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, rồi biết đâu được biết đâu được có một cái kết vui ạ. Dạ em cảm ơn chị. Anh bên cạnh ơi, cho em hỏi là ví dụ như mình làm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mình làm khoa nào ạ? Làm khoa cấp cứu bạn ơi. Ví dụ như mà anh có trực đêm á, mà em cũng trực đêm nữa, rồi sau này mà con thì ai chăm à? Thì bà ngoại bà nội trực. Nhà nội được không ạ? Bởi nhà được, nội em gửi về nhà nội cũng được em. Ông hớn hở lắm rồi, muốn mở đào lắm rồi phải không? Muốn lắm đúng dạ, không? Dạ. Này là đem ưu phiền về cho mẹ nè. Mang tiền về cho vợ, mang ưu phiền về cho mẹ nè. Thôi bây giờ chúng ta mở rào đi, chứ thấy bạn nam là có vẻ rất là hớn hở và mong mở rào để gặp bạn nữ lắm rồi. Mở rào. Chào em. Chào. Anh đến với chương trình có một con heo tặng em và một cái tấm thiệp. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Mở rồi, thiệp ra đọc luôn không? Dạ được. Giờ ý sao tự nhiên gặp anh tặng con heo? Dạ cái con heo là em tuổi con heo nữa, bạn mỗi tối thì ngủ thấy em. Dạ em cũng tuổi con heo, em cũng mê heo dữ lắm. Em ơi, nắng ấm xa rồi, đông sang gió lạnh, anh cần em thôi. Em cảm ơn anh ạ. Dạ đây em cũng có món quà em tặng anh là sen đá. Ý nghĩa của món quà này thì là sen đá rất là khó chăm, mà khi đã biết cách chăm thì sen đá nở hoa rất đẹp, cũng như tình yêu cũng vậy. Nếu như mà mình biết cách chăm trong tình yêu thì tình yêu sẽ thăng hoa và nở hoa nhiều hơn. Rồi, dạ, rồi cảm ơn anh. Dạ. Em cảm ơn. Mở rào ra em thấy làm sao? Thấy anh ốm hơn em tưởng tượng. Anh thấy em sao? Thấy em dễ thương, dạ, vui vẻ. Cảm ơn anh ạ. Khi mà quen nhau, lấy nhau rồi, tiền bạc ai quản lý à? Em quản lý cũng được, em quản lý. Cái đó được đúng không? Anh dạ này được. Cái gì anh cũng chịu hết trơn á. Bây giờ anh chỉ chờ bấm nút thôi. Bây giờ đó Tâm, dạ. Tiến tới nắm tay bạn gái, giao lưu cảm xúc chút xíu. Rồi mình nhìn thẳng mắt bạn gái mình, trong người mình sao đó mình nói đi. Đến cái chương trình hôm nay á, thì anh dạ. Hy vọng là em cho anh một cơ hội dạ. Để tìm hiểu, nếu được á, thì tiến xa hơn. Thấy tim cơ hội không? Thì em gặp anh em cũng rung, nhưng mà mỗi lần em rung á thì tay em hơi ra mồ hôi á. Anh có ngại tay của con gái ra mồ hôi không? Không, không có sao. Em sợ anh nắm anh thấy ướt quá rồi anh lại buông ra. Đây nè, để chị chỉ cho ví dụ tay bạn gái ra mồ hôi, lấy một chai một chùi luôn. Không có, hiện tại thì không có. Nhưng mà tôi cũng tin Tâm có sức khỏe. Tao ẩm thử bạn gái có nổi không? Giờ ẩm nổi tôi mới gả. Ẩm nổi tôi mới được chứ không thấy tình hình nó yếu ớt quá. Vậy giờ vợ tới giờ đi đẻ, ẩm vợ đi đẻ. Đâu thử cái coi nào. Ẩm đi thử chị hỗ trợ cho. Chị hỗ trợ nha. Ẩm ngang đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Nổi không? Quay vòng.
Nổi không Tâm? Nổi chứ. Ổng định không? Ổng định không? Ổng định không? Ổng đi đẻ đâu không? Rồi. Hiện tại thì ở hàng năm thôi chứ đi đẻ là hàng bảy đừng nữa. Nổi không? Rồi được rồi, về ghế đi các bạn. Rồi các bạn thích thì các bạn bấm luôn, không cần phải đếm gì cả. Bấm rồi đó. Bấm luôn rồi. Bài chính thức hẹn hò nhau rồi đó. Rồi, thôi bây giờ mình tặng quà cho các bạn đi. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món cùng nhau để chăm sóc mối tình này nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Thưa quý vị, chúng ta đã theo dõi hai câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên và câu chuyện thứ hai với những màu sắc khác nhau. Với hy vọng rằng tất cả các bạn đó sẽ sớm thông báo tin vui cho chúng tôi. Rất vui, rất hạnh phúc của chúng tôi nhận được tin vui là hai bạn đã đăng ký kết hôn. Xin chào người đàn ông hoang tưởng. Dạ, chào chị. Hồi đó giờ là mình tưởng mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Tưởng nhiều rồi hả? Dạ từ hồi em còn học cấp 3, cô giáo nhìn em tưởng cô giáo thích em luôn. Cái này là người đàn ông tự tin, trưởng thành và chững chạc ạ. Tôi hơi lâu lâu ảo tưởng chút thôi. Rồi gì nữa con? Có khiếu hài hước ạ. Ôi quá vui. Giờ nói vui đó. Con có thích cái mẫu người mà trời thì đang rất là nóng nhưng mà vẫn mạo da không? Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, mời anh trai giới thiệu về mình. Chào quý vị khán giả, chào bạn nữ bên kia. Chào chị Ngọc Lan. Em xin tự giới thiệu, em tên là Quỳnh Văn Lâm. Hiện tại em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống tại Bình Dương. Đang làm việc tại quận 9. Lâm làm gì? Dạ, hiện tại thì con đang làm kỹ sư quy trình sản xuất cho một công ty Nhật Bản. Dạ, tức công việc của con tức là con chuyển giao cái công nghệ từ bên Nhật Bản chuyển về Việt Nam. Về máy móc đó hả? Dạ. Mời nhà gái. Dạ, xin chào chú Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả. Thì em tên là Trần Việt Hà, em sinh năm 2000. Em đến từ Bình Dương và hiện tại em đang là sinh viên năm cuối của ngành giáo dục tiểu học tại trường Đại học Phú Dầu 1 ạ. Lâm hỏi coi Bình Dương chỗ nào đó? Dạ em ở Dĩ An ạ. À vậy là gần anh luôn á, anh cũng Dĩ An đây nè. Bây giờ thì ưu điểm khuyết điểm của mình là gì Lâm? Dạ thưa chú Quỳnh Linh thì con có ưu điểm đó là con tự nhận mình là có tính tự lập khá là cao. Có ý chí cầu tiến cho công việc, có trách nhiệm những hành động và lời nói của mình. Được. Con cũng không hút thuốc, biết nấu ăn để ăn thôi. Chứ không ngon chứ. Có đam mê thể thao, nhất là bóng đá. Có đam mê nghệ thuật nhưng mà không hát hay. Con là quê đâu? Con ở Ninh Thuận chứ. Bây giờ mình sống Bình Dương, sống với ai? Con hiện tại con sống một mình. Khuyết điểm của mình là gì? Dạ khuyết điểm của em đó là em đôi khi bị hoang tưởng chứ. Hoang tưởng sao? Hoang tưởng nặng hay nhẹ? Tức là hoang tưởng ví dụ là con đi đi đâu á, công ty hoặc lại đi đâu trên đại khái thôi, tức là gặp một bạn nữ mà nhìn con tưởng mình nó thích con. Vậy dạ, về nhà cái hoang tưởng rồi xong rồi cứ nghĩ mình nó thích mình. Nhiều người đàn ông hoang tưởng vậy lắm. Dạ. Tưởng đâu nặng lắm mới sợ thôi. Còn cái đó thường thôi. Xin chào người đàn ông hoang tưởng. Dạ chào chị. Hồi đó giờ là mình tưởng mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Tưởng nhiều rồi hả? Dạ từ hồi em còn học cấp 3, cô giáo nhìn em tưởng cô giáo thích em luôn. Cái này là người đàn ông tự tin. Một khao khát để một người ta thương mình đó, tạo nên cái sự ảo tưởng đó. Dạ đúng rồi, ảo tưởng đó. Ảo tưởng sức mạnh đó. Trên mạng giờ hay có anh hay nói vậy? Ý là em biết sức mạnh em yếu thôi, nhưng mà em tự ảo tưởng mình em thôi chứ không cho người khác biết đi. Đúng rồi. Nhưng mà lúc mà mình tưởng tượng xong á, mình hoang tưởng xong rồi mình có nói không? Mình có nói cái điều mình nghĩ không? Dễ gì dám nói? Không dám nói chị, tức là mình biết mình nghĩ mình vậy thôi. Ừ. Ví dụ như ở trên công ty có nhiều bạn nữ nhìn em tưởng thích em nhiều khi ngại ngại lắm. Rồi về nhà cứ tưởng tượng là bạn trong ngủ mơ bạn nói lấy mình gì đó. Vậy nó hoang tưởng nguyên công ty luôn á. Dạ không chú, ít hả chú. Bây giờ thì cái sự ảo tưởng, hoang tưởng nó biết rồi. Nhưng mà bây giờ con có mấy mối tình rồi? Dạ con, thưa chú là con có 3 mối. Chính ba có 3 mối. Mối dài nhất là mấy? 3 năm rưỡi chú. Cái mối thấp
ít nhất là bao nhiêu? Là được 6 tháng. Thôi, 6 tháng bỏ qua đi. 3 năm rưỡi đó. Vì lý do là hai người không có cùng cái chung quan điểm sống, với lại là sở thích nó hơi khác nhau chú. Đi ăn uống có một số món ăn không được, trái ngược nhau chú. Con ví dụ con ăn không sầu riêng không được. Rồi xong bạn nữ cứ rủ đi ăn sầu riêng. Riêng không à. Coi như là cuối cùng là chia tay nhau bao lâu rồi? Dạ thì mối tình đó thì cũng hay hơn xong chia tay 2018 á chú. Bây giờ có vương vấn gì cô nào nữa không? Hình như chắc không, nhưng mà ấy là tưởng tượng thôi chứ không có vương vấn gì nhiều. Lan nhìn nó coi Lan. Vì Lan yêu con không? Dạ, chắc có biết thì chú. Tức là sao em, ai mà nhìn em cái tối về mà nằm mơ thấy người ta là em nghĩ người ta thích em hả? À? Dạ, nhưng mà cũng kiểu như là tùy trường hợp nữa chị. Trời ơi, tối sáng mai chú gọi điện thoại cho con nha. Dạ, xíu chú cho cô số điện thoại đi. Rồi, chú số điện thoại. Không chị, tối nằm mơ nó thấy mấy người. Đừng thấy tôi nha. Thấy tôi nó khác à. Chào chị dễ thương lắm em ơi. Dạ. Nhà gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình và khoảng 4 năm. Trời ơi, sinh năm 2000 mà có mối tình kéo dài 4 năm. Là yêu nhau từ hồi lớp 10 hả? Lớp 10, lớp 11. Yêu từ đầu năm đại học. À đầu năm đại học. Đúng rồi, mình tính sai rồi mọi người. Mình còn chưa nhận kia bị sai. Mà yêu 4 năm là cũng sâu đậm lắm á. Do cả hai cảm thấy không hòa hợp với nhau nữa cho nên là cũng đưa ra quyết định chia tay. Bây giờ thì con muốn có một người yêu lý tưởng thế nào Lâm? Dạ mỗi người con thích thì về ngoại hình thì có chiều cao tầm 1m58 cộng trừ 3cm. Con thích một bạn nữ có má lúm đồng tiền. Dễ lắm. Trời dễ. Ơi tóc dài. Giờ còn về tính cách thì con thích có hai dạng, một là vô cùng ngây thơ, còn hai là vô cùng có nhiều kinh nghiệm. Thì bây giờ lỡ mà đang quen một cái bạn mà vô cùng ngây thơ, cái gặp một bạn vô cùng dày dặn kinh nghiệm, tức là em sẽ chọn cái người trước, quen trước. Đúng rồi. Thiệt không? Dạ thiệt. Mà tôi thấy bên kia có cái ngây thơ rồi đó. Có má lúm đồng tiền. Có. Chào bé, 2000 đây hả? Ngay có đồng tiền. Có đồng tiền luôn. Dễ thương. Tiền điếu dễ thương. Dạ. Lắm. Con chọn tiêu chí người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Tiêu chí quan trọng của con thì về quan trọng về tuổi tác trước ạ. Tuổi tác sao? Là 93 hoặc 98 ạ. 93 hợp rồi đó. Ba má con dặn vậy đúng không? Thầy dặn hả con? Hay là thầy bói dặn? Không, cái này thì con vô tình con đọc được một quyển sách thì con vô tình con thấy là hai cái tuổi đó con hợp ạ. Trời, đọc sách xong nó theo sách luôn rồi. Đây 93 ngon lành. Không gia trưởng. Dạ con không gia trưởng nhưng mà con hiền khô à. Ừ, hay tưởng tượng vậy là không có gia trưởng đâu. Trưởng thành và chững chạc ạ. Tôi hơi lâu lâu ảo tưởng chút thôi. Rồi gì nữa con? Có khiếu hài hước ạ. Ôi còn hai giờ nói vui đó. Con có thích cái mẫu người mà trời thì đang rất là nóng nhưng mà vẫn mạo da không? Đôi lúc thì con cũng hay vậy. Cuộc sống đôi khi nó cũng khùng chút nó vui. Chú đôi khi chung khùng bạo luôn á. Thời trang phan thời tiết. Đúng sao? Rồi. Mà hôm nay trời lạnh không sao. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ thưa chú Quỳnh Linh, hôm nay thì con đi với lại một bạn đồng nghiệp. Vâng, xin chào chú Quỳnh Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ. Chào tất cả mọi người trong trường quay. Thì trong công việc ấy, thì Lâm cũng rất là hòa đồng, thoải mái với mọi người. Mong hai bạn là cho nhau một cơ hội có thể tìm hiểu, có thể đến với nhau. Lâm có bao giờ nằm mơ thấy em chưa? Cái đó chắc là em không biết, nhưng mà chắc là không được đâu. Vì mơ tới thì... Mơ nó cũng dám nói đâu. Ừ, đúng rồi. Rồi xong. Vậy là nhà gái yên tâm chưa? Nhà gái yên tâm phần nào? Người nhà của nhà gái này em đi với ai? Dạ em đi với bố mẹ và anh chị ạ. Trời ơi, có bố mẹ luôn. Có bố mẹ rồi đó nha. Xin chào hai MC bên nhà trai, chào khán giả đang coi truyền hình và trong hội trường ngày hôm nay. Con gái của tôi thì đang học năm cuối đại học trường tiểu học. Cháu cũng có chí tiến thủ trong phong trào chống dịch vừa rồi. Cháu cũng tham gia đội quân tình nguyện cùng với bố làm trong công tác là tổ an toàn Covid của khu phố. Bạn trai bên này thì thấy cũng chứng chạc, trưởng thành cũng là kỹ sư rồi. Thì tôi bản thân tôi thì cũng là kỹ sư. Hay quá. Năm 29 tuổi thì tôi cũng mới lập gia đình. Tôi thì có hai cháu gái, đây là cháu gái lớn. Dạ, nguyên một gia đình mình đi luôn. Còn đây là bà xã thôi. Cái bạn trai bên này thì cũng trưởng thành. Thì các cháu, các con cứ tạo cho nhau một cơ hội. Còn
cái học có lấy nhau không, đó là vạn sự tùy duyên. Em trai nói gì vài câu với... Dạ, con chào, chào cô chú tiếp nữa. Dạ thì đến với chương trình hôm nay thì con nghĩ là cũng có duyên với cô chú. Tại vì thứ nhất là con cũng ở Dĩ An nữa. Con thì làm giờ hành chính thôi, thứ bảy thứ sáu thôi. Thứ hai thứ sáu rồi bạn nhật nghỉ thì nếu có thời gian thì con cũng bỏ nhiều thời gian để hẹn hò bé như thế nào, thử xem nếu mà gia đình cảm thấy con phù hợp thì tạo điều kiện cho con. Dạ. Chị là kỹ sư hết, có thể hiểu nhau rất là nhiều ha. Bây giờ mở rào. Bắt đầu đi em. Đến với chương trình thì anh có một cái chú gấu tặng cho em. Tức là mỗi lúc em nhìn thấy nó là tức là nhìn thấy anh vậy đó. Anh là con gấu của em. Dạ, em cảm ơn anh. Đến với chương trình thì em cũng có món quà tặng anh. Thứ nhất là một tiệm chấm thiệp do tay em tự làm. Đây là một món quà về một chiếc cốc xinh xắn. Thì em mong là anh sẽ giữ gìn sức khỏe bằng cách uống nước mỗi ngày. Anh cảm ơn em nhiều nha. Nè, mình khoe với mọi người đó. Rất là đẹp mọi người ơi. Nãy giờ nói chuyện em mỗi nào em thấy anh sao? Cũng khá giống với những suy nghĩ mong đợi của em. Anh cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em thì cũng dễ thương. Dễ thương á. Biết được em ở Dĩ An thì anh cũng thích. Cũng dễ tiện, ví dụ hẹn hò thì nó cũng tiện. Đi chút xíu à. Ngày gặp như cũng được à. Thường ta tuần gặp lần hai lần á. Mày ngày gặp như cũng được. Nãy chú lộn cũng vậy vụ đó đó. Anh có ngại không khi mà quen một người chưa có công ăn việc làm ổn định như em? Đâu gì đâu, thì hồi xưa anh sinh viên anh cũng đâu có việc làm đâu, thì ra trường rồi mới có việc làm, rồi mình tìm hiểu công việc của mình như thế nào, rồi cái khả năng của mình như thế nào, rồi xong rồi mình đi hướng nào, đầu tiên đi hướng nào trước, rồi mình cái ngành mình học là cái gì á, rồi mình đi theo hướng đó thôi, từ từ không có kinh nghiệm, từ từ sẽ có kinh nghiệm rồi đi làm thôi. Nếu mà em chưa có công việc làm thì lấy nhau thì anh nuôi em được mà, đâu có gì đâu. Trời ơi. Mà giờ nè, Lâm ở trọ đúng không? Dạ. Nhà em gái thì có gia đình ở sát bên luôn. Không biết Lâm có thể ở rể được không Lâm? Con thì không sao, chỗ nào mà bạn nữ thấy hạnh phúc thì con sẽ ở đó thôi à, chứ không. Hay quá. Vậy nhà trai thấy ổn không à? Giống tôi nữa, tôi cũng hai đứa. Dự định của em là khi nào lập gia đình? Dự định của em thì khoảng 2 đến 3 năm nữa. Dạ. Mua nhà được rồi đó. Là đúng thời điểm con tích cóp luôn á chú. hai năm anh thấy cũng ổn quá. Thì thôi, nhưng mà có cái là nó qua 30 tuổi thì để con nó không tốt. Cái đó em nghĩ là nó không phụ thuộc gì mấy đâu ạ. Người ta qua 30 tuổi sanh con nó tốt là cái cơ thể người phụ nữ. Dạ. Hiểu chưa anh? Thế còn anh là đàn ông thì sao cũng được. Sợ lớn yếu. Trời, mới có chút xíu mà sợ yếu. Là qua 30 là yếu. Sợ gì thì thôi, nhưng mà chắc cũng không đến nổi đâu. Em trai bước tới nắm tay em gái đi. Đó, hát một câu hát gì đó, giao lưu âm nhạc gì đó. Em có một bài hát, hát dở lắm. Anh nắm tay em xíu nha. Người yêu ơi có biết anh đã yêu em rất nhiều, chẳng có những lý lẽ để nói nên câu tình yêu. Làm như không quan tâm, nhưng anh thật sự nhớ em. Muốn được cho che, mỗi khi đông về, anh muốn nói yêu em rất nhiều. Hát được mà, Lâm hát hay á. Anh hy vọng là qua chương trình này em sẽ chúng mình sẽ có biết nhau nhiều hơn thì cũng còn với nhau á, thì hẹn đi trà sữa sát bên. Em muốn vừa nào thì anh đi vừa đó với em. Dạ. Em tới đây thì em cũng có một bài hát gửi tặng với anh ạ. Dạ, em hát một đoạn điệp khúc nhỏ. Nắm tay luôn á. Mình yêu nhau bình yên thôi,
Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên, bình minh sẽ tới. Tay nắm tay chẳng cách rời. Để những ước mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Rồi, cảm ơn em bài hát nha. Rồi mình bấm cái tối mình hẹn đi uống trà sữa luôn. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, đã đến lúc mình lắng lòng lại. Con tim mình có thật sự rung động chưa? 1, 2, 3. Hết thời gian. Bây giờ chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Ngay từ bây giờ đừng mơ ai nữa nhé. Dạ, giờ có người ảo tưởng không? Giờ con nghĩ với bạn gái thôi. Đúng rồi, được nha. Xíu chú cho con xuống thoại nha. Ừ, nhớ mai báo chú nha. Dạ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ là những phần quà dành cho các bạn. Chúc mừng hai bạn. Những cặp đôi như thế chúng tôi luôn luôn nhớ và khán giả cũng rất là nhớ. Và chúng ta cùng nhau chúc phúc cho họ để họ có một cái mối tình hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi luôn quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai